Xin chào tất cả các anh chị. Ở trong cái video tiếp theo hôm nay ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách lập dự toán xây dựng công trình ngành bưu chính viễn thông năm 2021 trên phần mềm dự toán ETA. Thì trong khuôn khổ video này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách áp dụng các cái thông tư đã được Bộ Thông tin Truyền thông ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đó là bốn cái thông tư cơ bản. Một là thông tư số 44 ngày 31 tháng 12 năm 2020 về ban hành định mức công trình bưu chính viễn thông. Thông tư số 2 là thông tư số 45 ban hành về định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính viễn thông. Tiếp theo đó là thông tư số 46 ban hành về định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện. Và thông tư cuối cùng đó là thông tư số 47 ban hành về định mức khảo sát để lập thiết kế dự toán công trình bưu chính viễn thông. Đó. Thế thì như các anh chị biết là khi Bộ Xây dựng hoặc là các bộ chuyên ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông của chúng ta đây ban hành các thông tư kèm theo thì tùy vào các cái địa phương, các tỉnh thành trong cả nước thì có những cái tỉnh sẽ xây dựng đơn giá và có tỉnh sẽ không xây dựng đơn giá, đúng không ạ? Thì các anh chị biết là cái định mức này nó là định mức đặc thù chuyên ngành, do đó thì cũng rất ít tỉnh đã xây dựng cái bộ đơn giá theo các cái thông tư này. Thế thì để mà chúng ta lập được dự toán cho các công trình loại này, công trình bưu chính viễn thông thì chúng ta thực hiện như thế nào? Đó, thì trong cái video này thì các anh chị vui lòng theo dõi các cái bước thực hiện trên phần mềm dự toán ETA để chúng ta có thể lập được cái dự toán công trình cho ngành bưu chính viễn thông rất là dễ dàng và thuận tiện trên phần mềm dự toán ETA, đúng không? Thế thì đi vào thực tế cái việc lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông thì các anh chị sẽ thực hiện như sau. Cái bước đầu tiên để mà lập được dự toán trên phần mềm ETA thì các anh chị sẽ truy cập vào cái trang web tại cái địa chỉ là gì ạ? Dự toán ETA.vn như này. Đó, sau đó thì các anh chị vào cái phần tải về. Mục tải về đây thì chúng ta sẽ tải cái bộ cài về theo cái hệ điều hành Windows của chúng ta. Một là Windows 7, 8, 10 này. Hai là một số anh chị vẫn còn dùng Win XP thì chúng ta sẽ tải cái Win XP về. Đó. Thì sau khi mà các anh chị đã cài đặt thành công thì phần mềm nó sẽ có một cái biểu tượng ngoài màn hình máy tính như này. Các anh chị mở nó lên như này. Anh chị lưu ý là có những cái anh chị mới cài đặt lần đầu ấy thì phần mềm nó sẽ cảnh báo cái phần cập nhật thì chúng ta tiến hành cập nhật bình thường để mà nó lên được cái version mới nhất, đó là 3.1.31. Đó, thì đây. Đó, thì đây là cái giao diện của phần mềm, các anh chị nhìn thấy đúng không? Thế thì mặc định các anh chị mở phần mềm lên, nếu như các anh chị chưa mua bản quyền phần mềm thì các anh chị vẫn sử dụng được cái chương trình dự toán ETA bình thường. Và tất nhiên thì trong cái bản miễn phí này ấy, thì các anh chị sử dụng được 30 cái đầu mục công việc thôi. Các anh chị lưu ý như vậy. Thế thì nếu như chúng ta muốn sử dụng nhiều hơn cái số lượng công việc thì chúng ta vào phần trợ giúp này. Chúng ta sẽ vào cái phần đăng ký bản quyền online đây. Đó, các anh chị điền đầy đủ cái thông tin họ tên, điện thoại và email, sau đó thì kích vào phần đăng ký sử dụng thì công ty ETA sẽ tặng các anh chị cái key bản quyền sử dụng trong vòng 30 ngày hoàn toàn miễn phí. Các anh chị lưu ý nhé, tặng key cho các anh chị miễn phí trong vòng 30 ngày đầy đủ tất cả tính năng trên phần mềm ETA. Các anh chị lưu ý như vậy. Thì sau khi mà chúng ta điền đầy đủ ấn đăng ký thì trên hệ thống công ty ETA sẽ tự động kích hoạt cái key bản quyền các anh chị, và các anh chị không cần phải làm thêm cái bước gì nữa, đúng không? Đóng cửa sổ và chúng ta tiến hành sử dụng phần mềm thôi. Thì đối với các anh chị mà đã mua bản quyền thì các anh chị cắm cái khóa cứng vào. Đây tôi sẽ cắm cái khóa cứng vào, các anh chị thấy ngay kết quả đây. Cái phần mềm nó nhận diện đây là bản gì ạ? Bản 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 có khóa cứng, bản Ultimate, chính là cái phiên bản cao nhất của cấp của nhất của ETA. Thế thì bây giờ để mà sử dụng được các cái thông tư từ 44 đến 45, 46, 47 của cái ngành bưu chính viễn thông này thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cái phần tải về này. Các anh chị kích vào phần tải về. Thì cái phần bưu chính viễn thông các anh chị lưu ý nó là một cái định mức chuyên ngành của Bộ Thông tin Truyền thông, nó cũng giống như với các cái bộ ngành khác thôi, như Bộ Xây dựng chúng ta có ban hành thông tư 10 đúng không ạ? Đó, rồi các bộ ngành khác như Bộ Công Thương có ban hành cái định mức về ngành điện đấy, 4970 đấy, đúng không? Thế thì để mà sử dụng được các cái thông tư 44 đến 47 này thì đầu tiên chúng ta sẽ kích vào phần tải đơn giá, sau đó thì các anh chị sẽ tìm đến cái mục viễn thông. Đây, phần mềm nó có mục viễn thông đây. Thì các anh chị lưu ý là mặc dù phần mềm nó báo là cập nhật đã có, tuy nhiên là các anh chị vẫn tiến hành cập nhật về bình thường để mục đích nó cập nhật cái cơ sở gì ạ, dữ liệu là mới nhất. Đó, các anh chị lưu ý phần này nhé, chúng ta kích vào phần cập nhật này. Đó, ở đây chúng ta đóng, sau đó thì chúng ta đóng cửa lại. Thì như vậy là sau khi mà chúng ta đã tải xong thành công cái định mức viễn thông rồi thì ở cái chỗ tỉnh thành phố này thì thay vì chúng ta chọn tỉnh thành phố để sử dụng, đúng không, thì chúng ta sẽ không chọn nữa vì đây là định mức ngành, thì chúng ta sẽ chọn cái gì ạ, cái viễn thông để chúng ta sử dụng, đúng không? Thì khi chúng ta chọn cái viễn thông này thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái phần định mức đây, từ 44, 45, 46, 47 đây, đúng không? Để chúng ta sử dụng như này. Đó, chúng ta tích vào. Cái này là phần rất là quan trọng nhé. Các anh chị tích tất cả bốn cái phần này vào. Đó, ấn vào sử dụng, đúng không? Thì sau khi mà chúng ta đã ấn xong, lựa chọn xong bốn cái thông tư đó để sử dụng thì chúng ta tiến hành vào mã thôi.
Thì nếu như các anh chị nhớ mã thì chúng ta gõ là như này, ví dụ 01 chấm gì đó 001 đó, chúng ta lựa chọn cái mã thì chúng ta đưa vào. Còn trường hợp chúng ta không nhớ mã, chúng ta tra theo gì, theo tên, chúng ta ví dụ như tìm công tác liên quan đến đào thì chúng ta gõ chữ đào, đúng không, đào rãnh này, đúng không, đó thì nó sẽ ra các công tác về đào rãnh, enter nó sẽ đưa vào. Thì đấy là cách cách mà chúng ta đưa cái mã hiệu công việc theo mã, hoặc là chúng ta không nhớ mã chúng ta tra theo tên, hoặc một trường hợp nữa mà chúng ta chả nhớ gì cả, chúng ta chưa biết được cái mô hình định mức này nó hoạt động như nào. Vì các anh chị biết là theo cái định mức xây dựng cơ bản thì thường nó sẽ đánh mã bằng 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 AA AB đúng không, nhưng mà riêng ngành công nghệ thông tin này thì họ lại đánh mã bằng số, thì chúng ta cũng không nắm được. Thì chúng ta có thể trỏ chuột đây, chúng ta enter lên nha đó, và chúng ta kéo tìm các công việc phù hợp với gì, hồ sơ dự toán chúng ta đấy. Thì cái này là các anh chị lưu ý như vậy. Thế thì khi các anh chị thấy chúng ta đưa cái mã hiệu vào ấy, thì như vừa trình bày với các anh chị là gì, đây là định mức của ngành đúng không, là của Bộ Thông tin Truyền thông ban hành, do đó thì là định mức, do đó nó không có đơn giá. Các anh chị khi đưa cái mã hiệu công việc vào đây, các anh chị thấy không, không có đơn giá đúng không. Bình thường khi mà chúng ta lập dự toán xây dựng công trình ấy, đối với các cái tỉnh mà đã ban hành đơn giá xây dựng công trình ấy, theo Bộ Xây dựng ấy, thì khi chúng ta đưa mã như AB AC vào thì phần này nó sẽ hiển thị đơn giá đúng không nào. Đó, thế thì ở cái phần này nó có sự khác biệt, đó là gì, đây là định mức của gì, của Bộ Thông tin Truyền thông. Và các anh chị lưu ý là định mức thì Bộ Xây dựng chỉ ban hành định mức, nó chỉ thể hiện về gì ạ, về hao phí chứ không thể hiện về gì, chi phí. Ví dụ như đây các anh chị thấy là một công việc điều tra khảo sát này đúng không, thì gồm những cái thành phần vật liệu như thế nào, nhân công làm sao, nó thể hiện ở phía dưới đúng không, và máy thi công như nào đó. Thì đây là cái định mức, cho nên nó không có đơn giá. Thế thì chúng ta cần phải tính đơn giá cho từng cái công việc, cho cái công trình ngành viễn thông chúng ta đúng không nào. Đó, thế thì từng cái bước chúng ta sẽ thực hiện như sau. Sau khi mà các anh chị đã vào xong được cái mã hiệu công việc như này nhé, tiếp theo các anh chị vào khối lượng, thì cái này tôi hướng dẫn nhanh vì là trong các cái video hướng dẫn sử dụng phần mềm thì tôi đã hướng dẫn chi tiết cái nội dung này rồi đúng không. Anh chị có thể là nhập trực tiếp khối lượng trên cái cột khối lượng như này đúng không, hoặc là diễn giải như tôi vừa trình bày đây này, AB này chẳng hạn như này đúng không. Đó thì nó sẽ tự động kết chuyển cái khối lượng lên đây cho chúng ta đúng chưa nào. Thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái hai cái bước quan trọng là đưa mã hiệu công việc và khối lượng vào, thì để mà xây dựng được cái đơn giá cho công trình viễn thông này, cho ba cái thành phần chi phí là vật liệu này, nhân công này, máy thi công này, thì chúng ta sẽ phải sang các cái bước tiếp theo, như là sang cái phần vật liệu này chúng ta điều chỉnh giá đúng không. Nhưng anh chị biết là thông thường khi mà chúng ta lập dự toán cho các cái công trình xây dựng thông thường đó, thì phần giá vật liệu như xi măng, cát, đá, sắt thép đó, nó có sẵn giá ở đây rồi, và chúng ta chỉ cần điều chỉnh theo tháng, theo quý thôi đúng không ạ. Tuy nhiên là trong cái này tôi vẫn nhắc lại là gì, đây là định mức của Bộ Thông tin Truyền thông ban hành để cho 63 tỉnh thành áp dụng đúng không, chứ chưa xây dựng đến đơn giá. Nhưng nếu mà về tỉnh chúng ta mà đã có đơn giá rồi thì đương nhiên cái phần giá này sẽ có. Đó, thì các anh chị chú ý cho tôi như vậy, rất nhiều anh chị sẽ thắc mắc hỏi về vấn đề này. Đó, thì lưu ý đây là định mức nên không có giá. Thế thì khi mà chúng ta tra định mức xong thì đây thành phần vật liệu nó đã kết chuyển ra đây cho chúng ta đúng chưa nào. Thì ở đây chúng ta sẽ lắp cái giá vật liệu vào đúng không. Thế thì các cái thành phần vật giá vật liệu này thì các anh chị có thể căn cứ theo cái công bố giá vật liệu của địa phương chúng ta nhập vào, hoặc là gì, hoặc là chúng ta lấy báo giá của các nhà sản xuất, các nhà phân phối hay là các đại lý cấp 1 tại gì, tại địa phương khi chúng ta lập dự toán chúng ta đưa vào đây. Tôi ví dụ như là cái cờ hiệu này, bây giờ giá báo giá của nó là 12.000 đồng một cái, tôi nhập giá 12 vào đây. Cái dây gai bện nó là 23.000, tôi nhập vào đây là 23.000. Cái phao nhựa này nó là 10.000, tôi nhập vào đây là 10.000, đúng không? Tương tự như vậy, quả dọi sắt nó là bao tiền thì chúng ta sẽ nhập cái giá nó vào đây, được chưa nào? Thế thì khi mà chúng ta nhập được xong cái giá vật liệu của giá thông báo, vì là anh chị biết là đây là định mức, nó không có giá gốc và giá thông báo gì cả, thì chúng ta sau khi nhập xong ấy, chúng ta copy luôn cái giá gì, giá thông báo là chúng ta để luôn vào giá gốc để cho mục đích nó hai cái giá này nó bằng nhau, từ giờ nó không tính chênh lệch nữa. Đây, khi chúng ta sang cái phần tổng hợp khối lượng vật tư này này, nó không tính chênh lệch nữa. Nếu như chúng ta không copy sang ấy thì sang bên này nó tính chênh lệch, thì chúng ta sẽ lại tính bù trừ, thì nhìn nó hơi hơi xấu vì thực tế cái này nó chưa có đơn giá nên không thể tính bù trừ được. Các chị lưu như vậy được chưa nào. Thì đấy là cái phần vật liệu là chúng ta điều chỉnh xong như vậy. Thì tương tự như vậy với sang cái phần nhân công. Phần nhân công, thế thì cái phần nhân công này thì cũng tương tự vật liệu, là chúng ta sẽ căn cứ theo cái công bố giá nhân công xây dựng đã được gì, tỉnh địa phương của chúng ta ban hành, thì chúng ta nhập cái giá nhân công ở đây. Đó, chúng ta nhập vào đây, chúng ta nhập thủ công ở đây, hoặc là chúng ta sẽ sang cái bảng tính giá nhân công này này. Đó, để chúng ta tính cái giá nhân công theo cái thông tư số 15. Thì như anh chị biết là hiện nay thì là gì ạ, cái phương pháp tính giá nhân công thì vẫn căn cứ theo thông tư số 15 của Bộ Xây dựng đã ban hành. Đó, thì chúng ta tính ra cái đơn giá nhân công để nó đưa giá nhân công vào đây. Còn nếu như không thì chúng ta cứ nhập giá vào, chúng ta căn cứ theo cái công bố giá nhân công đã được gì, tỉnh
địa phương chúng ta công bố theo quý hoặc là theo năm. Ví dụ như ngoài Bắc thì thường được công bố theo theo năm, nhưng một số địa phương trong trong miền Tây ấy, thì người ta sẽ công bố theo quý. À, thế thì chúng ta căn cứ vào đấy chúng ta nhập vào. Ví dụ giá thợ bậc 3,5/7 nhóm 1 bây giờ nó là 150.000 một công thợ, chúng ta nhập vào đây. 150.000. Được chưa? Giá thợ bậc 4/7 là 170.000 chẳng hạn như vậy gì ạ? À, kỹ sư là 200.000 chẳng hạn như vậy. Được chưa? À, thì tương tự như với vật liệu thì chúng ta sẽ copy cái gì ạ? Cái giá máy này và giá nhân công này sang cái cột giá gốc, để khi chúng ta sang cái nhân công nó không tính bù trừ giống như vật liệu nữa. À, như vậy chúng ta xong được cái phần nhân công. Tiếp theo sang phần máy thi công thì cũng giống với hai phần trước đó, vật liệu và nhân công thì đương nhiên nó không có gốc vì nó không căn cứ theo theo cái tỉnh nào, đúng không? Vì chúng ta lập dự toán tại thời điểm nào, tại địa phương nào thì chúng ta lắp giá của địa phương đó. Đó, thế thì các anh chị biết là cái máy, những cái máy móc trong cái ngành công nghệ thông tin này, đó là những cái máy móc rất là đặc thù, nó gần như là sẽ không có trong cái công bố giá máy của địa phương. Tuy nhiên cũng có một số máy nó sẽ có, ví dụ như cái tàu hút bùn này, một số địa phương có, thì chúng ta sẽ lấy theo cái công bố giá ca máy mà đã được các tỉnh thành tại địa phương chúng ta ấy, đã công bố, thì chúng ta lắp cái giá vào giống như với nhân công, đúng không? Còn không thì chúng ta sẽ căn cứ theo như như tôi xin chia sẻ, như hiện nay thì khi Bộ Thông tin ban hành cái định mức theo 4 cái thông tư này ấy, thì chưa có cái thông tư nào hay là cái văn bản nào ban hành về cái giá ca máy. Trước kia như các anh chị biết là theo cái 257/258 trước ấy, thì nó có cái giá ca máy theo cái văn bản 257 đúng không, của Bộ Thông tin Truyền thông này này, 257 ban hành ngày mùng 9 tháng 2 này đó, về công bố bảng giá ca máy thiết bị thi công thì có cái này. Tuy nhiên là cái này thì hiện nay nếu như mà căn cứ theo thông tư ban hành thì cái này nó không còn hiệu lực nữa, nhưng mà chúng ta có thể tham khảo được vì cái gì ạ, cái giá máy này nó rất đặc thù đó, thì chúng ta sẽ tiến hành bằng cách là tham khảo cái gì ạ, cái giá máy theo cái thông tư 257 này để chúng ta nhập vào, thì các anh chị có thể lên mạng tải về, đúng không? Đó, sau đó chúng ta nhập vào, ví dụ giá máy bộ đàm bây giờ là 12.000 đồng một ca, làm việc chúng ta nhập vào đây, đúng chưa? Máy tính chuyên dụng bây giờ là 150.000 chẳng hạn, đó, tôi điền vào đây. Đó, tàu hút bùn căn cứ theo công bố giá bây giờ là 3 triệu một ca làm việc chẳng hạn, đúng không? Chúng ta nhập vào đây. Đó, thuyền gỗ ví dụ như là 170.000, được chưa? 1,7 triệu cũng được. Máy ảnh 190.000, 29.000 chẳng hạn như vậy. Thì cũng giống như với nhân công, sau khi mà chúng ta đã nhập xong được cái giá thông báo thì chúng ta cũng copy luôn vào cái gì? Paste vào giá gốc này. Đó, thì mục đích tôi vừa nói rồi, giống như với vật liệu, nhân công thì nó sẽ không tính bù trừ nữa để chúng ta có cái chi phí máy. Thế thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được ba cái bước là gì ạ? Đưa cái giá vật liệu này, đưa cái giá nhân công này, đúng không? Theo công bố của tỉnh chúng ta, tại địa phương chúng ta khi chúng ta lập dự toán cho công trình ngành viễn thông này, đúng không? Và máy thi công tương tự như vậy. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái bảng dự toán này, đúng không? Chúng ta sẽ quay trở lại bảng dự toán này và chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ click vào cái phần tính đơn giá từ định mức. Đó, chúng ta click vào đây. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tính lại giá. Chúng ta có thể để giá gốc cũng được, hoặc là chúng ta để theo giá hiện trường. Tốt nhất là các anh chị để theo cái phần dấu tích này, để giá hiện trường. Sau đó các anh chị tích thêm vào cái nội dung này, tính lại đơn giá cho toàn bộ công tác này. Và tích thêm một cái nâng cao nữa là gì ạ? Tự động tính lại giá khi giá hiện trường thay đổi. Đó, thì khi mà chúng ta tích vào đấy thì nếu như chúng ta có muốn điều chỉnh lại cái hồ sơ dự toán này, đúng không? Thay đổi giá rổ nọ kia thì tự động cái phần bảng dự toán này sẽ tính lại cho chúng ta, thì chúng ta không phải làm lại nữa. Các anh chị chú ý như vậy. Chúng ta click vào đây. Đó, thì các anh chị thấy ngay lập tức đúng không? Là đơn giá đây nó đã tính cho chúng ta. Đó, là đơn giá nhân công, máy thi công như nào. Đó, thì lúc này bảng dự toán chúng ta đã có đầy đủ các cái thành phần chi phí, đúng không? Là chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy, đúng chưa nào? Đó. Đây, chi phí vật liệu của công trình đây. Tôi xin lỗi đây. Do đây là cái công tác này của chúng ta là vật liệu phụ, đúng không? Quy định cái vật liệu đây là vật liệu phụ thì nó sẽ tính cái chi phí vật liệu phụ vào đây cho chúng ta. Tất nhiên nếu như cái công tác này nó quy định là các thành phần vật liệu chính thì đương nhiên cái vật liệu chính sẽ đưa vào đây, kết chuyển đây cho chúng ta, đúng không nào? Đó, các anh chị chú ý như vậy nhé. Thế thì như vậy đến đây là chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước rất là cơ bản, là chúng ta vào được cái mã hiệu công việc này, vào được khối lượng này và tính toán được cái đơn giá cho công trình của chúng ta tại thời điểm này. Các anh chị lưu ý tại thời điểm chúng ta lập dự toán thôi. Đó, vì tôi vẫn nhắc lại các anh chị là gì ạ? Do cái định mức này là của Bộ Thông tin Truyền thông ban hành và nó mang tính chất là định mức về chuyên ngành, rất ít tỉnh thành công bố đơn giá này. Bình thường nếu như chúng ta làm đơn giá của một tỉnh nào đó, tôi ví dụ như này, tôi làm một đơn giá của một cái tỉnh Cao Bằng đi chẳng hạn, như này tôi tải với Cao Bằng về như này, thì khi mà chúng ta chọn đơn giá Cao Bằng như này, đúng không,
Đây tôi chọn cái đơn giá, tôi xin lỗi. Đây tôi chọn cái đơn giá Cao Bằng như này. Được chưa? Tôi chọn cái đơn giá mới nhất của Cao Bằng, ví dụ đơn giá 94 đây, như này. Đây, tôi ví dụ cho các anh chị hình dung ngày xưa đây. Khi chúng ta làm bộ đơn giá xây dựng công trình ấy là chúng ta gõ cái mã hiệu công việc cái là có sẽ có đơn giá luôn. Đó thì giữa đơn giá và định mức khác nhau như nào để các anh chị lưu ý như vậy. Còn nếu như đương nhiên chúng ta chọn cái viễn thông thì nó sẽ không có đơn giá vì đây là định mức của ngành, của bộ ban hành. Từ cái định mức này về địa phương, về các tỉnh họ mới xây dựng ra đơn giá, giống như với thông tư 10 của Bộ Xây dựng ấy. Ban hành thì cũng không có chi phí đúng không ạ? Không có đơn giá thì về các tỉnh như Cao Bằng đấy người ta mới căn cứ theo thông tư 10 đấy người ta mới xây dựng cho chúng ta cái đơn giá như này. Đó, còn đây là ở đây chúng ta là căn cứ theo định mức và chúng ta lập gì? Lập đơn giá cho công trình. Đó, các anh chị chú ý như vậy. Thế thì sau khi mà chúng ta hoàn thành được những cái bước này rồi thì chúng ta tiếp theo chúng ta chạy sang các cái bảng tiếp theo. Ba bảng này tôi vừa hướng dẫn rồi nhưng chúng ta không 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 cần thao tác thêm nữa đúng không? Chúng ta chạy sang bảng dự thầu đây thì phần mềm nó chạy đơn giá chi tiết ra như này, được chưa nào? Đấy, sang đơn giá tổng hợp, khối lượng như đơn giá thành tiền. Tiếp theo đến bảng tổng hợp kinh phí dự toán thì mặc định là cái mẫu tổng hợp này hiện nay đang để theo mẫu của công trình dân dụng. Đó, và chúng ta sẽ lựa chọn cái mẫu theo các loại công trình chúng ta cho phù hợp bằng cách là chúng ta kích vào đây. Đó, và chúng ta chọn cái mẫu đây, công trình ví dụ của chúng ta là công trình cái này chắc là nó sẽ vào theo công trình hạ tầng kỹ thuật. Thì trong cái thông tư 09 thì nó không quy định cụ thể cái công trình công nghệ công tác lắp đặt các bệ công nghệ trong cái công trình này, duy tu bảo trình dưỡng này, không có cái công trình về ngành bưu chính viễn thông. Đó thì các anh chị xem căn cứ theo là cái loại công trình của mình là thuộc vào công trình gì thì chúng ta sẽ lựa chọn cái loại công trình ở đây. Đó, sau đó để nó tra ra cho chúng ta các cái thành phần chi phí đúng không? Ví dụ như này các anh chị sẽ thấy là nó sẽ tra cho chúng ta các cái chi phí như là chi phí quản lý chung, rồi chi phí nhà tạm để ở này, rồi các cái chi phí khác ở đây. Đó thì ra được cái giá trị hạng mục công trình chúng ta. Vì có thể là anh chị biết là một cái công trình đầy đủ được hiểu là đầy đủ đúng không? Thì nó sẽ bao gồm các cái công tác về xây dựng thông thường như này. Đó, hay là các kết hợp với các công tác về ngành đúng không? Chứ không hẳn là toàn bộ công trình chúng ta làm các công việc là liên quan đến gì? Đến ngành. Đó, do đó thì có thể là chúng ta sẽ lựa chọn cái mẫu công trình nào đó cho nó phù hợp với việc chúng ta lập dự toán, được chưa nào? Đó. Phân tích vật tư và tổng hợp vật tư thì tôi nói nhanh không có vấn đề gì cả. Thì như vậy đến đây chúng ta hoàn thành được xong cái hồ sơ dự toán cho cái công trình bưu chính viễn thông mà chúng ta đang áp dụng theo cái gì? Cái định mức mới nhất là từ 44 đến 47. Các anh chị lưu ý như vậy. Thì đây là cái cách thứ nhất là tôi hướng dẫn các anh chị cách lập dự toán mà chúng ta chọn luôn là cái thư mục là viễn thông để chúng ta sử dụng. Tuy nhiên là khi mà chúng ta chọn cái này chúng ta sẽ không tận dụng được cái nhân công và cái máy thi công của tỉnh như tôi vừa trình bày ấy, cái phần nhân công và máy thi công khi mà chúng ta phần mềm nó có chức năng là lắp giá như này, này thì chúng ta không tận dụng được. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn theo cái cách thứ hai, đó là khi chúng ta đã tải xong cái viễn thông này rồi ấy, thì chúng ta muốn lập đơn giá cho một tỉnh nào đó thì chúng ta sẽ copy cái dữ liệu đấy vào tỉnh đấy để chúng ta lập cho nó dễ. Tôi ví dụ như này, bây giờ tôi sẽ mở cái ổ C là cái thư mục cài đặt của cái phần mềm ETA lên đây. Trong cái thư mục data nó sẽ có một cái thư mục là tỉnh thành phố này. Các anh chị mở cái thư mục viễn thông đây, nó có một cái file ba bốn file đúng không, bốn cái file 44 45 46 đây 47 đây, như này nó là những file 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 định mức độc lập này. Thì ví dụ như bây giờ tôi có nhu cầu lập cái file này công trình này cho cái loại công trình này cho tỉnh Cao Bằng chẳng hạn đúng không, tôi sẽ kích phải chuột tôi copy như này, sau đó tôi paste vào cái tỉnh Cao Bằng đây. Đây tôi sẽ paste vào như này, sau đó tí tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái nội dung này nó sẽ nhàn hơn cho anh chị trong cái việc chúng ta lắp giá nhân công giá máy nào kia. Đó. Bây giờ ví dụ như là bây giờ tôi sẽ lựa chọn thay vì xin lỗi ở đây, ví dụ trước đó tôi đang hướng dẫn về viễn thông như này đúng không nào? Bây giờ tôi muốn là thay vì là vì trong công trình chúng ta vừa làm các cái mã công việc gì liên quan đến xây dựng này, vừa có các công tác liên quan đến chuyên ngành này, đúng không? Thì chúng ta copy như vậy và bây giờ chúng tôi sẽ chọn là Cao Bằng này. Đó, thế các anh chị thấy là ở đây chúng ta sẽ vừa chọn được là gì? Các cái đơn giá đây, 914 của Cao Bằng này. Đồng thời là chúng ta cũng có thể lựa chọn được luôn các cái định mức của ngành viễn thông đây, đúng chưa? Đây. Xây dựng của 914 Cao Bằng này và tôi chọn tích luôn cả bốn cái phần viễn thông này vào này. Đấy, thí nghiệm này, sửa chữa này, lắp đặt này, khảo sát của Cao Bằng tôi tích chọn hết vào đây, được chưa? Như vậy đây thì ở đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng và đây là định mức ngành viễn thông. Chúng ta được phép chọn cả 8 cái nội dung này vào đúng không? Sử dụng đơn giá. Thế thì ở đây đồng thời lúc này chúng ta có thể gõ đồng thời là gõ 01 đây, anh chị thấy đúng không? Vẫn ra được bình thường cái gì? Và chúng ta vẫn có thể tiến hành gõ các cái mã như là
AI, chẳng hạn là xây xây tường cái gì ạ, thì rõ ràng một công trình viễn thông chúng ta có thể sử dụng cả những cái công tác này đúng không? Đó thì đấy là cái mẹo là để chúng ta vừa sử dụng được cái định mức ngành viễn thông và chúng ta vừa sử dụng được cái bộ đơn giá dự công trình của tỉnh. Là các anh chị lưu ý như vậy đúng không? Tôi hướng dẫn lại nhé. Chúng ta sẽ làm cái thao tác là đầu tiên chúng ta mở ổ C ra như này đúng không? Sau đó chúng ta mở cái thư mục data, và trong cái thư mục data nó có một thư mục tỉnh thành phố như này. Đó, thì các anh chị mở cái thư mục viễn thông thì trong này nó có các cái file định mức về ngành đúng không? Đó, đây chúng ta copy như này, được chưa? Copy như này. Sau đó chúng ta dùng ở tỉnh nào? Ở đây tôi ví dụ cụ thể là Cao Bằng nhá, nhưng nếu tôi dùng Lạng Sơn, tôi tương tự đây tôi paste vào Lạng Sơn đi chị ạ. Hay tỉnh thành khác cũng tương tự thôi. Thì các anh chị thấy là trong cái dữ liệu của tỉnh thành đấy đã có thêm bốn cái file định mức của ngành viễn thông, đúng chưa nào? Đó thì đấy là cái mẹo để chúng ta làm nó nhanh hơn. Thì khi đó thì chúng ta sẽ vừa làm được các cái công tác chuyên ngành viễn thông và đồng thời sẽ làm được các cái công tác về gì? Công trình xây dựng thông thường, được chưa? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tận dụng được một số cái thành phần, ví dụ như là những cái vật tư cơ bản như là đá này hay là xi măng hay là cát, thì chúng ta có thể tận dụng bằng cách là thay vì như lúc trước ấy, tôi có hướng dẫn các anh chị là phải nhập thủ công bằng tay hết rồi đây, thì ví dụ như là chúng ta có thể tận dụng được cái phần công bố giá hàng tháng mà sở dựng công bố ở đây này, chúng ta nắp giá như này, được chưa? Đây tôi ví dụ tôi thi công ở thành phố Cao Bằng, tôi nắp giá vật liệu ở thành phố Cao Bằng như này, đây nắp giá như này, đó thì đây một số cái giá vật tư ở thành phố Cao Bằng đã được đưa vào đây, nó sẽ nhàn hơn cho chúng ta đúng không? Đấy là cái việc thứ nhất. Tuy nhiên là vẫn là cái việc mà chúng ta vẫn phải nhập bằng tay, như tôi vừa nói là các cái vật tư của ngành viễn thông nó rất đặc thù mà trong công bố giá nó không có đúng không, như phao này, quả đọi sắt này hay là cờ hiệu này, đương nhiên trong công bố giá của các sở là không có cái loại công bố giá này, mà thường chúng ta sẽ phải căn cứ theo cái báo giá của nhà sản xuất hoặc là gì của các đại lý hoặc nhà phân phối tại địa phương chúng ta hoặc là các tỉnh lân cận, chúng ta lấy báo giá về chúng ta tính thêm chi phí vận chuyển để chúng ta đưa vào cái hồ sơ dự toán. Các anh chị lưu ý như vậy vì đây là vật tư đặc thù đúng không nào. Nhưng chúng ta sẽ tận dụng được hai cái nội dung rất là quan trọng, đó là về nhân công này này. Đó, thì thay vì như vừa rồi tôi có hướng dẫn các anh chị là nhập thủ công một tay về đây đúng không nào, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái thao tác là kích phải chuột đây nắp giá nhân công như này. Đó thì tôi sẽ tận dụng được cái cơ sở công bố giá nhân công như lúc tôi vừa nói đúng không, căn cứ pháp lý để chúng ta xây dựng cái dự toán là đương nhiên căn cứ theo thông tư ban hành của Bộ Thông tin, bốn thông tư đó. Đó tuy nhiên là về các thành phần chi phí trong đó như vật liệu chúng ta căn cứ theo báo giá tôi vừa hướng dẫn rồi này, nhân công thì đương nhiên chúng ta cũng phải căn cứ theo gì, theo cái công bố giá nhân công đây của tỉnh Cao Bằng đã công bố đây, ví dụ năm 2020 Cao Bằng có công bố hai cái nhân công đúng không, một cái là theo quyết định 146 ngày 20 tháng 2 và một cái là 1778 ngày 25 tháng 9 đúng không, thì chúng ta sẽ tận dụng được cái này. Đây tôi lắp giá đó, thì các anh chị thấy ngay kết quả là cái giá nhân công của gì 1778 đã được lắp vào đây đó, thì thay vì chúng ta phải nhập thủ công thì phần mềm đã làm được cho chúng ta việc đó. Thì tương tự như vậy với gì ạ, máy thi công cũng thế, thì khi chúng ta copy cái file định mức vào một tỉnh nào đó thì chúng ta sẽ tận dụng được cái máy của tỉnh thành đấy đây, bằng cách lắp giá như này đó, chúng ta tải về đó thì chúng ta sẽ có các cái quyết định công bố giá máy. Thì tất nhiên như tôi vừa nói đúng không, là một là chúng ta có thể lấy được một số cái ca máy đã có trong công bố giá, như là ở đây có như là máy trộn vữa này đúng không, hay là máy đầm dùi này, thì chúng ta có thể lấy được theo cái giá của công bố giá của địa phương. Tuy nhiên là một số cái máy thì chúng ta không lấy được vì là nó như là những cái máy đặc thù đây, ví dụ như máy ảnh kỹ thuật số này hay là bộ đàm này đúng không đó, hay thuyền gỗ các thứ gì đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có một cái file, đó là file ca máy theo cái văn bản 257 ngày mùng 9 tháng 2 năm 2009. Đó thì như phần đầu tôi có chia sẻ các anh chị ấy, là cái này hiện nay cũng chưa có cái nào thay thế cả. Đó, mà cái máy thì trong ngành viễn thông nó là các cái loại máy gì ạ, máy rất là đặc thù. Đấy, chúng ta không 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 tính toán theo cái thông tư 11 của Bộ Dựng được đúng không, không có trong thông tư, không có bản thân là trong thông tư không có, thì đương nhiên trong bảng giá ca máy của gì của địa phương chúng ta nó cũng không có để mà công bố đúng không, thì chúng ta sẽ mượn theo cái văn bản 257 này đây, chúng ta áp dụng vào đó, thì một số máy mà nó có trong 257 nó sẽ lắp vào cho chúng ta đây, máy độ đàm đấy có 4.000 một ca thôi đúng không đó, rồi máy tính chuyên dụng đây có 27.000 một ca thôi chẳng hạn, như thế gì ạ. Thì như vậy là khi mà chúng ta copy cái file định mức từ viễn thông sang một tỉnh thành nào đó thì chúng ta sẽ tận dụng được hai cái nội dung mà tôi vừa hướng dẫn, một là tận dụng cái việc mà tính toán được cái giá nhân công của tỉnh theo công bố của tỉnh chúng ta đã công bố rồi, hai là máy thi công thì chúng ta có thể tận dụng được cái máy như vậy được không. Các bước tiếp theo thì tôi đã hướng dẫn xong rồi.
Đó. Sau khi mà chúng ta hoàn thành xong thì chúng ta tiến hành in ấn hồ sơ, thì chúng ta in bảng nào thì chúng ta in kích vào in bảng đấy thôi. Thì các anh chị biết là trên phần mềm beta thì cái việc in ấn là hoàn toàn tự động nhá, các anh chị lưu ý. Các cái biểu in thì nó được căn chỉnh rất là đẹp và hoàn toàn tự động rồi, các lề in các thứ rất đẹp, chúng ta không cần người ta in nữa đấy. Còn sau khi mà chúng ta hoàn thành xong được hết cái hồ sơ dự toán thì các anh chị kích vào cái biểu tượng này để phần mềm phân tích hết một lượt, sau đó thì các anh chị xuất ra file Excel để nó chúng ta có thể gửi đi các cái đơn vị có liên quan. Đây chúng ta có thể xuất file Excel như này, chúng ta gửi cho các đơn vị liên quan, đúng không nào? Chưa tính. Đấy, xuất ra. Thì đây là cái file Excel mà trên phần mềm tính toán như nào thì ra Excel như này, đúng không? Và đương nhiên chúng ta gửi cho các cái đơn vị liên quan thì người ta có thể đọc được các cái file dự toán này bình thường, được chưa nào? Vì đây nó là file Excel thuần túy rồi, đúng chưa nào? Đấy, còn lại ngược lại, nếu như các đơn vị họ dùng các cái file Excel từ các phần mềm khác hoặc là gì họ tự lập bằng Excel thì các anh chị vào file này đó, chúng ta mở công trình từ Excel, file như này chúng ta tìm đến cái file Excel, ví dụ đây file Excel chúng ta vừa xuất ra đây đúng không, đây mở công trình từ Excel như này đó, nó thì file Excel nó sẽ lại lấy vào trong cái công trình dự toán chúng ta như này, được chưa nào? Đó. Thì trên đây là tôi đã hướng dẫn các anh chị sơ bộ cách lập dự toán xây dựng công trình ngành bưu chính viễn thông theo bốn cái thông tư đúng không, là 44, 45, 46, 47. Và các anh chị lưu ý là các cái thông tư này được có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021, và xin nhắc lại thêm một nội dung nữa để các anh chị chú ý là thông tư ban hành về định mức nên là không có đơn giá. Nên các anh chị lưu ý khi chúng ta đưa mã hiệu công việc vào thì tất nhiên các cái gì ạ, các cái công việc này nó hoàn toàn là không có đơn giá, không có chi phí mà mới chỉ có hao phí thôi. Còn trong quá trình chúng ta tính toán dự toán tại địa phương của chúng ta tại thời điểm nào thì chúng ta căn cứ theo tình hình thực tế về vật liệu, về nhân công, về máy thi công để chúng ta tính được cái đơn giá cho công trình chúng ta mà như vừa rồi tôi đã hướng dẫn, được chưa nào? Đó, thì các anh chị chú ý thực hiện cho đúng theo cái hướng dẫn này là các anh chị hoàn toàn có thể lập được cái dự toán cho công trình viễn thông mới nhất năm 2021 trên phần mềm dự toán data. Thế thì trong quá trình theo dõi video nếu như còn bất kỳ vướng mắc nào, khó khăn trong quá trình thực hiện thì các anh chị vui lòng truy cập vào website tại địa chỉ là dự toán data.vn. Mình xin nhắc lại website đây của công ty, chúng ta có thể chat với chúng tôi tại địa chỉ này hoặc là liên hệ chúng tôi trực tiếp vào các cái số di động trên này để chúng tôi có thể hỗ trợ các anh chị sử dụng phần mềm dự toán data một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất. Và các video hướng dẫn khác thì chúng tôi có đăng tải trên cái kênh YouTube là gì ạ, YouTube dự toán data như này. Trên này rất nhiều các cái video hướng dẫn, các anh chị có thể vào đây để tham khảo và xem các cái video hướng dẫn, các cái tiện ích, các cái tính năng ưu việt trên phần mềm dự toán data, đúng không ạ? Rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.